Quan trọng phần nhân mình, ta gia họ. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đọc một bản tin ngắn nói về những sự kiện chính diễn ra trong một năm vừa qua. Sự kiện đầu tiên đó chính là Yue Gong 13 Da Shun Li Zhao Kai, Việt Cộng Thập Tam Đại thuận lợi triệu khai. Đầu tiên là cụm Yue Gong 13 Da Việt Cộng Thập Tam Đại. Đây là một cụm nói tắt và nói đầy đủ nó phải là Yue Nan Cộng sản Đảng 13 Tsi Quyền Quốc Đại Biểu Đa Hội. Yue Nan Việt Nam thì lấy một chữ Việt, Cộng sản Đảng, Cộng sản Đảng tức là Đảng Cộng sản thì lấy một chữ Cộng, nói gộp lại là Việt Cộng, Yue Gong có nghĩa là Đảng Cộng sản Việt Nam. 13 Tsi Đệ Thập Tam Thứ có nghĩa là lần thứ 13, thì chỉ lấy con số 13, 13 và cộng Quyền Quốc Đại Biểu Đa Hội, toàn quốc đại biểu quốc hội. Toàn quốc đại biểu có nghĩa là đại biểu toàn quốc, đại biểu trên cả nước. Đại hội có nghĩa là kỳ họp lớn. Toàn quốc đại biểu đại hội thì nói ngược lại có nghĩa là đại hội, đại biểu toàn quốc. Khi nói tắt thì chỉ lấy một chữ đại trong đại hội. Yue Nan Cộng sản Đảng 13 Tsi Quyền Quốc Đại Biểu Đa Hội. Thì chúng ta dịch từ sau ra trước. Nó có nghĩa là đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nói tắt là Yue Gong 13 Da. Nghĩa là đại hội đảng lần thứ 13. Xuân lì trào khai, thuận lợi triệu khai. Thuận lợi có nghĩa là thuận lợi suôn sẻ. Triệu khai thì triệu là triệu tập, khai là mở ra. Cái từ triệu khai dùng để chỉ là mở ra một cái cuộc họp. Và cuộc họp được mở ra, được diễn ra một cách thuận lợi thì chúng ta nói là thuận lợi triệu khai. Xuân lì trào khai. Yue Gong 13 Da Xuân lì trào khai. Đại hội đảng lần thứ 13 diễn ra thuận lợi. Và đại hội đảng thì có ý nghĩa như thế nào? Đó là Đa hội chue định lo quốc gia vây lai 5 nian 10 nian de fa zhan fang xiang. Đa hội chue định lo. Đại hội xác định liệu có nghĩa là đại hội đã xác định, chue định có nghĩa là đề ra một cách chắc chắn, chính xác rõ ràng, gọi là chue định lo, đã xác định cái quốc gia là đất nước vây lai 5 nian 10 nian vây lai vị lai. Vị có nghĩa là chưa, lai là đến, vị lai là chưa đến. Chỉ tương lai, là những cái gì sắp tới, sắp đến, gọi là vây lại. Vây lại 5 nian, 5 năm, 10 nian, 10 năm. Ta pha trản phong xiang, phát triển phương hướng thì có nghĩa là phương hướng phát triển, cái đường lối phát triển, chiều hướng phát triển. Quốc gia vây lại 5 nian, 10 nian đa pha trản phong xiang, có nghĩa là cái định hướng, cái chiều hướng phát triển của đất nước trong giai đoạn 5 năm, 10 năm sắp tới. Ta hội chue định lo. Quốc gia vây lại 5 nian 10 nian de fa zhan fang xiang. Đại hội đã xác định định hướng phát triển của đất nước trong giai đoạn 5 năm 10 năm tới. Tao 2045 nian jiang Yue Nan fa zhan cheng wei ding xiang shuo hui zhu yi de fa da guo jia. Tao 2045 nian có nghĩa là đến năm 2045. Đối với số năm hay là những con số dài thì chúng ta đọc từng số. Ở đây là 2045. Tao 2045 nian, đến năm 2045, jiang Yue Nan fa da cheng wei. Jiang nó có nghĩa là tác động vào một cái đối tượng nào đó và khiến cho đối tượng đó biến đổi, thì chúng ta sẽ đặt cái chữ jiang ở trước cái đối tượng đó. Ở đây là jiang Yue Nan có nghĩa là khiến cho Việt Nam fa zhan cheng wei, phát triển thành vi, có nghĩa là phát triển và trở thành. Ding xiang shuo hui zhu yi de, ding xiang định hướng có nghĩa là kiên định đi theo một cái chiều hướng gọi là định hướng. Xã hội chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa. Thì nó là cái khái niệm xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đã biết. Nó là một cái hình thái xã hội mà nước ta đang đi theo. Tiên xăng xã hội chủ nghĩa. Định hướng xã hội chủ nghĩa đích. Có nghĩa là định hướng xã hội chủ nghĩa. Đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Phá tả quốc gia. Phát đạt quốc gia. Phát đạt có nghĩa là phát triển phồn vinh. Các quốc gia trên thế giới dựa vào trình độ phát triển thì được chia ra làm 3 mức độ, đó là Pình khôn quốc gia, bằng khốn quốc gia, Phá trản trung quốc gia, phát triển trung quốc gia, và Phá tả quốc gia, phát đạt quốc gia. Pình khôn, bằng khốn thì có nghĩa là nghèo, những nước nghèo. Pình khôn quốc gia, phát triển trung có nghĩa là đang phát triển. Phá trản trung quốc gia là những nước đang phát triển. Và phát đạt quốc gia, Phá tả quốc gia là những nước đã phát triển, những nước giàu. Và tất cả các nước đều hướng đến cái mục tiêu là trở thành một cái phát đạt quốc gia, phá tả quốc gia. Tình xăng xã hội chủ nghĩa de phá tả quốc gia có nghĩa là một đất nước phát triển có định hướng xã hội chủ nghĩa. Tao 2045 nian jiang Yue Nan fa zhan cheng wei tình xăng xã hội chủ nghĩa de
phá đá của cha. Có nghĩa là đến năm 2045, đưa Việt Nam phát triển trở thành nước phát triển có định hướng xã hội chủ nghĩa. Để có thể trở thành một quốc gia phát triển, một pha tả của cha thì cần đáp ứng rất là nhiều cái tiêu chí về kinh tế, về giáo dục, xã hội, v.v. Ngay cả như Trung Quốc là một nước rất là lớn mạnh hiện nay, nhưng vẫn chưa được xem là một nước phát triển. Vẫn là một nước pha trạng trung của cha, một nước đang phát triển giống như Việt Nam ta. Nhưng mà mục tiêu của đảng là đến năm 2045, 2045, tức là trong khoảng 25 năm nữa, cũng là 100 năm sau ngày lập quốc năm 1945. Thì sẽ khiến Việt Nam trở thành một đất nước phát triển phồn vinh. Thì đó là một cái nhiệm vụ, một cái mục tiêu vô cùng khó khăn. Nhưng mà so với cái tốc độ phát triển như hiện nay thì chúng ta tin rằng là điều đó hoàn toàn có thể đạt được. Và một sự kiện quan trọng tiếp theo trong năm 2021 đó là 全国近7000万名选民参加国会代表和各级人民议会代表选举行使公民权利和义务。全国短屋近港có nghĩa là gần đạt đến 7000万 7000万 1000 là 10000 thì 7000万 tức là 70 triệu. 选民 tuyển dân, tuyển là chọn, dân là nhân dân. 选民 tuyển dân có nghĩa là chỉ cái người công dân có cái quyền được lựa chọn, có quyền được bầu cử, tiếng Việt chúng ta gọi là cử tri. Và cái lượng từ cho 选民chúng ta dùng 民. 全国近7000万名选民toàn quốc, trên cả nước có gần 70 triệu cử tri. 参加国会代表和各级人民议会代表选举. Trong một cụm dài như thế này thì chúng ta phải xác định được cái động từ và cái tân ngữ, tức là cái hành động và cái đối tượng của cái hành động. Ở đây là 参加, tham gia là cái hành động, có nghĩa là tham gia. Và tham gia cái gì? Đó là tham gia cái 选举, tuyển cử. Tuyển là chọn, cử là đề cử lên. Tuyển cử có nghĩa là bầu cử, chọn ra người lãnh đạo. Tham gia bầu cử thì là 参加选举. Và cụ thể là bầu cử những cái cấp lãnh đạo nào thì cái nội dung đó sẽ được đặt trước cái từ 选举, đặt trước cái trung tâm ngữ. Đó là 国会代表. Thứ nhất là quốc hội đại biểu, có nghĩa là đại biểu quốc hội. Và 各级, các cấp. 人民议会代表. 人民 là nhân dân. 议会, nghị hội. Nghị có nghĩa là bàn luận, bàn bạc. Thì một cái hội đồng của những cái đại biểu nhân dân bầu lên cùng nhau bàn luận, cùng nhau đưa ra những cái quyết định thì được gọi là một cái nghị hội, y huệ. Trong tiếng Việt chúng ta gọi là một cái hội đồng nhân dân. Tiếng Trung gọi là Rán Mín Y Huệ. Rán Mín Y Huệ đại biểu. Nhân dân nghị hội đại biểu thì có nghĩa là đại biểu hội đồng nhân dân. Quốc hội đại biểu, đại biểu quốc hội. Và cơ chỉ Rán Mín Y Huệ đại biểu có nghĩa là đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. Các cấp ở đây là chỉ các cấp từ cấp tỉnh, cấp thành phố cho đến cấp huyện, cấp xã. 参加国会代表和各级人民议会代表选举. Tham gia bầu cử, đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. Và đây chính là việc để mà các công dân 行使公民权利和义务. Hành xử công dân quyền lợi và nghĩa vụ. Hành xử, hành có nghĩa là chấp hành. Sử là sử dụng. Công min là công dân, quyền lợi và nghĩa vụ, quyền lợi và nghĩa vụ, quyền lợi và nghĩa vụ, 行使公民权利和义务, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. 全国近七千万名选民参加国会代表和各级人民议会代表选举. Toàn quốc gần 70 triệu cử tri tham gia bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. 行使公民权利和义务, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Cái sự kiện lớn thứ ba đó là liên quan đến tình hình dịch bệnh, đó là nhà nước đã tiến hành 调整疫情防控战略, 努力实现防疫情促发展双重目标. Thứ nhất là 调整, điều chỉnh thì có nghĩa là điều chỉnh, điều động và chỉnh đốn. 疫情, dịch tình, dịch là dịch bệnh, tình là tình hình, dịch tình. 疫情 là tình hình, dịch bệnh. Phản khôn, phòng khống, đề phòng và khống chế thì phòng khống chúng ta gọi là phòng chống. Y chiến phản khôn, phòng chống dịch. Trang lược, chiến lược. Chiến là chiến đấu, lược là chỉ cái sự sơ lược, tổng quan. Một cái kế hoạch chiến đấu tổng quát thì gọi là một cái chiến lược, một cái trang lược. Y chiến phản khôn trang lược thì có nghĩa là cái chiến lược phòng chống dịch. Thiếu trọng,
疫情防控战略，có nghĩa là điều chỉnh cái chiến lược phòng chống dịch. Nỗ lực thực hiện, nỗ lực thực hiện, có nghĩa là cố gắng ra sức thực hiện. Phòng y chỉnh, phòng dịch tình là phòng dịch. Xu phá triển, xúc phát triển, thầy xúc ở đây có nghĩa là xúc tiến, đẩy mạnh. Xu phá triển là thúc đẩy phát triển. Song trùng mục tiêu, song trùng mục tiêu, song là song song, trùng có nghĩa là nhiều tầng, nhiều lớp. Song trùng là song song, song hành. Mục tiêu thì có nghĩa là cái mục tiêu. Mục là mắt, mục tiêu là cái điểm mà mắt chúng ta hướng đến. Song trùng mục tiêu, song trùng mục tiêu, tức là một cái mục tiêu song song, mục tiêu kép. Nỗ lực thực hiện phòng y chỉnh, thúc phát triển song trùng mục tiêu, có nghĩa là nỗ lực thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch, phòng y chỉnh mà vừa phát triển, thúc phát triển, điều chỉnh y chỉnh phòng không chiến lược, nỗ lực thực hiện phòng y chỉnh, thúc phát triển song trùng mục tiêu, điều chỉnh chiến lược phòng chống dịch, nỗ lực thực hiện mục tiêu kép đó là vừa chống dịch vừa phát triển. Bảo hộ nhân dân quần chúng đa sinh mệnh an toàn và thân thể健康, chú bộ hồi phục và phát triển kinh tế, bảo trang và cải thiện民生. Bảo hộ có nghĩa là bảo vệ, giữ gìn. Nhân dân quần chúng, nhân dân quần chúng thì có nghĩa là quần chúng nhân dân. Sinh mệnh an toàn, sinh mệnh an toàn thì có nghĩa là cái an toàn về tính mạng. Hợ, thân thể健康và thân thể kiện khang. Thân thể là chỉ cơ thể. Kiện khang là sức khỏe, thân thể kiện khang có nghĩa là cái sức khỏe. Bảo hộ nhân dân quần chúng đa sinh mệnh an toàn và thân thể kiện khang, giữ gìn cái an toàn về tính mạng và sức khỏe của quần chúng nhân dân. Chủ bộ, trục bộ, trục có nghĩa là lần lượt, từng cái một, bộ là bước, trục bộ là từng bước. Chủ bộ, khôi phục, khôi phục nghĩa là khôi phục, và phát triển, phát triển, kinh tế, kinh tế. Chủ bộ khôi phục và phát triển kinh tế, từng bước khôi phục và phát triển kinh tế. Bảo trọng, bảo chứng, thì bảo là bảo đảm, chứng ở đây là một cái tấm lá chắn, chỉ một cái sự bảo vệ an toàn. Bảo trọng có nghĩa là bảo đảm, chắc chắn. Bảo trọng và cải sản, cải thiện, cải là sửa đổi, thiện là tốt đẹp lên, cải thiện có nghĩa là làm cho tốt đẹp hơn. Mín sân, dân sinh là đời sống, sinh hoạt của người dân. Bảo trọng và cải thiện民生, bảo đảm và cải thiện đời sống dân sinh. Bảo hộ nhân dân quần chúng đa sinh mệnh an toàn và thân thể kiện khang, bảo vệ an toàn tính mạng và sức khỏe của quần chúng nhân dân. Chủ bộ khôi phục và phát triển kinh tế, từng bước khôi phục và phát triển kinh tế. Bảo trọng và cải thiện民生, bảo đảm và cải thiện đời sống nhân dân. Và cái sự kiện tiếp theo, sự kiện thứ tư cũng có liên quan đến tình hình phòng chống dịch. Đó là 成功实施疫苗战略，开展越南历史上规模空前的疫苗活动。成功实施疫苗战略，成功实施 thành công thực thi có nghĩa là thực thi một cách thành công. Thực thi có nghĩa là thực hiện, thi hành một cái chính sách, một cái phương án của cấp trên. Thực thi thành công. 成功实施疫苗战略，疫苗战略。Như vậy ở đây là thực thi một cái chiến lược, một cái chiến lược, sử sư chiến lược. Và chiến lược đây là chiến lược về dịch miêu, y miễu. Dịch là dịch bệnh, miêu là cái mầm non. Thì dịch miêu, đây là một cái từ rất quen thuộc với chúng ta hiện nay. Đó là nó chỉ cái vaccine. Y miễu chiến lược, dịch miêu chiến lược, có nghĩa là cái chiến lược tiêm vaccine. Thành công sử sư y miễu chiến lược, thực thi thành công cái chiến dịch vaccine, hay là chiến lược vaccine. Khai triển, khai triển, khai là mở ra, triển là lan rộng ra. Khai triển có nghĩa là mở rộng ra, đẩy mạnh. Việt Nam lịch sử sang, Việt Nam lịch sử thượng. Việt Nam lịch sử có nghĩa là lịch sử Việt Nam. Việt Nam lịch sử thượng có nghĩa là trong lịch sử. Tiếng Việt nó là trong lịch sử, còn tiếng Hán nó là trên lịch sử. Lịch sử sang, lịch sử thượng. Quy mô không tiền, quy mô không tiền. Quy mô có nghĩa là quy mô, cái phạm vi lớn nhỏ. Không tiền, không có nghĩa là không có. Tiền, trước đây. Không tiền có nghĩa là trước đây chưa từng có. Quy mô không tiền, quy mô không tiền có nghĩa là quy mô lớn chưa từng có. Và quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử Việt Nam. Việt Nam lịch sử sang quy mô không tiền đó. Và y miễu hoạt động, dịch miêu hoạt động. Thì nó là cái hoạt động liên quan đến tiêm vaccine, hoạt động tiêm vaccine. Khai triển Việt Nam lịch sử sang quy mô không tiền đó. Y miễu hoạt động.
mở ra hoạt động tiêm vaccine quy mô lớn nhất chưa từng có trong lịch sử Việt Nam. 成功实施疫苗战略, thực thi thành công chiến dịch vaccine, 开展越南历史上规模空前的疫苗活动, mở rộng hoạt động tiêm vaccine quy mô lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. 目前完成第二剂次接种人口超过 86%. 目前, mục tiền, mục là mắc, tiền là trước, mục tiền, trước mắt hay là hiện tại. 完成, hoàn thành. 第二剂次接种, chia chủng cũng là một từ quen thuộc. Tiếp chủng, tiếp là tiếp nhận, chủng có nghĩa là trồng vào, cấy vào. Tiếp chủng, nó chỉ cái việc tiêm chủng. Và chi sự, tể thứ, tể có nghĩa là cái liều thuốc, tể thứ có nghĩa là cái liều thứ. 第二剂次, để nhị tể thứ có nghĩa là cái liều thứ hai. 第二剂次接种, là tiêm mũi thứ hai, tiêm liều thứ hai. 人口, nhân khẩu có nghĩa là dân số. 完成第二剂次接种人口, nghĩa là dân số hoàn thành tiêm chủng mũi thứ hai. 超过, siêu quá, có nghĩa là vượt quá. 86% thì chúng ta đọc cái chữ phần trăm trước. Phần trăm là 百分之, và 86, 86. 86% có nghĩa là 86%. 超过百分之八十六, trên 86%, vượt qua 86%. 目前完成第二剂次接种人口超过百分之八十六, có nghĩa là hiện tại dân số hoàn thành tiêm chủng mũi thứ hai là đã vượt qua 86%. Và số 5, đó là về kinh tế, thì 经济遭遇巨大波动, 国内生产总值 GDP 同比下降 6.17%, 多达 60% 的人失业或收入减少. 经济 kinh tế, 遭遇 đau ngộ, đau có nghĩa là bất ngờ gặp phải một điều gì đó, ngộ cũng có nghĩa là gặp, đau ngộ, 遭遇 có nghĩa là gặp một cái điều gì đó bất ngờ và thường là một điều không tốt. 巨大 cử đại, cử là rất là lớn, đại cũng có nghĩa là lớn, thì hai từ cử đại ghép lại có nghĩa là rất lớn. Bua động, ba động, ba là con sóng, động có nghĩa là dao động không ổn định. Ba động, bua động có nghĩa là những cái sóng gió, những cái biến động. Giao yu chu da bua động, gặp phải những cái sóng gió rất là lớn. Kinh tế giao yu chu da bua động, nền kinh tế gặp phải những sóng gió rất là lớn. Quốc nội sinh sản tổng trị, quốc nội sinh sản tổng trị, quốc nội là trong nước, sinh sản là sản xuất. Tổng trị có nghĩa là tổng cái giá trị. Và cả cụm của nền sinh sản tổng trị, nó là cái tổng sản phẩm quốc nội. Và viết tắt là GDP. Thống bỉ, đồng tỷ. Đồng có nghĩa là chung, cùng. Và tỷ có nghĩa là so với. Đồng tỷ có nghĩa là so với cùng thời kỳ của năm ngoái. So với cùng kỳ năm ngoái. Xa giang, hạ giáng. Hạ là đi xuống, giáng là giảm xuống. 6,17%. Chúng ta đọc là 6.17%. 国内生产总值 GDP 同比下降 6.17%, có nghĩa là cái GDP nó giảm 6,17% so với cùng kỳ năm ngoái. 多达 60%的人失业或收入减少. 多达, đa đạt, đa là nhiều, đạt là đạt đến. 多达 có nghĩa là nhiều đến mức, nhiều đến. 60%的人, 60%, rẫn là người, ở đây chỉ số người. 60%的人 có nghĩa là cái số người chiếm 60%, thì số người này là bị 失业, thất nghiệp, hoặc hoặc là 收入减少, thu nhập giảm thiểu, có nghĩa là cái thu nhập bị giảm xuống. 多达 60%的人失业 hoặc 收入减少, số người thất nghiệp hoặc là bị giảm thu nhập nhiều đến 60%. 经济遭遇巨大波动, nền kinh tế gặp phải sóng gió rất lớn. 国内生产总值 GDP 同比下降 6.17%, GDP giảm 6,17% so với cùng kỳ năm ngoái. 多达 60%的人失业或收入减少, số người thất nghiệp hoặc là bị giảm thu nhập nhiều đến 60%. Sự kiện thứ 6, 6, đó là 努力完成发放带有电子芯片的公民身份证. 努力完成, nỗ lực hoàn thành, có nghĩa là cố gắng để hoàn thành công việc, ra sức hoàn thành. Fa phang, phát phóng, phát có nghĩa là cấp phát, phóng là đưa đi. Fa phang nó chỉ cái việc mà nhà nước hay là một cái cơ quan, một cái tổ chức tiến hành cấp phát chứng từ hay là những cái vật tư cần thiết. Fa phang,
带有电子芯片的公民身份证，公民身份证，公民身份证，身份ở đây chỉ cái danh tính của một người, chứng là chứng minh, chứng từ, thân phận chứng,身份证có nghĩa là cái chứng minh nhân dân, cái thẻ định danh, nó đầy đủ là công dân thân phận chứng, công民身份证. Và cái thẻ định danh công dân trước đây chúng ta gọi là cái chứng minh nhân dân, chứng minh thư nhân dân. Nhưng mà gần đây nhà nước có cấp phát cái chứng minh thư nhân dân có cái con chip ở trong đó, số hóa các cái thông tin, tức là tài dụ tiền tử xin phiên đỏ. Tài dụ, đới hữu, đới là mang theo, hữu là có, đới hữu. Tài dụ có nghĩa là có mang theo, tiền tử xin phiên, điện tử tâm phiến. Điện tử là điện tử, tâm phiến, cái chữ tâm có nghĩa là cái lõi, cái ruột của một cái sự vật gì đó. Và tâm phiến, xin phiền có nghĩa là cái lõi nhớ hay là cái con chip. Cái gì đó có gắn chip thì chúng ta nói là tài dụ điện tử xin phiền. Tài dụ điện tử xin phiền đó, công民身份证. Tức là cái chứng minh nhân dân có gắn chip. Hay chúng ta tiếng Việt có cái cách gọi đó là căn cước công dân. Nỗ lực hoàn thành phá phòng tài dụ điện tử xin phiền đó, công民身份证. Nỗ lực hoàn thành việc cấp phát căn cước công dân. Tức là chứng minh thư nhân dân có gắn chip. Và cuối cùng là một cái sự kiện thứ bảy cần được nhắc đến, đó là Việt Nam thể dục 取得了骄人的成绩. Việt Nam thể dục, Việt Nam thể dục, thể dục ở đây chỉ cái thể thao, ngành thể thao. Việt Nam thể dục, thể thao Việt Nam 取得了, thủ đắc, thủ là lấy, đắc là được, lấy được, giành được thì gọi là 取得, 取得了, đã giành được 骄人的成绩, kiêu nhân, kiêu trong từ kiêu ngạo, nhưng mà ở đây nó có nghĩa là tự hào. Kiêu nhân là đáng để tự hào với mọi người. Kiêu nhân đích thành tích, giao nhân đích thành tích có nghĩa là cái thành tích đáng tự hào. Việt Nam thể dục 取得了骄人的成绩, thể thao Việt Nam giành được thành tích đáng tự hào. Và một cái thành tích tiêu biểu đó là Việt Nam nam 足历史上首次杀入2022年世界杯预选赛第三轮. Việt Nam nam 足, Việt Nam nam túc. Nam ở đây là giới tính nam, túc là chân, ở đây chỉ túc cầu, chú chiếu, tức là bóng đá. Nán chủ là bóng đá nam. Việt Nam nán chủ là bóng đá nam của Việt Nam. Lý sử sang, lịch sử thượng có nghĩa là trong lịch sử. Sầu thư, thấu thứ, thấu là đầu tiên, thứ là lần. Lý sử sang, sầu thư có nghĩa là lần đầu tiên trong lịch sử. Sa ru, sát nhập, sát là giết, nhập là vào. Sát nhập là một cái từ dùng trong chiến tranh, chỉ việc tiến quân, đánh chiếm. Khi dùng sát nhập trong thể thao, nó cũng tượng trưng cho cái việc là tiến quân vào một cái vòng đấu nào đó, giành được một cái thành tích nào đó. Việt Nam nam 足历史上首次杀入, bóng đá Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử tiến vào 2022 年世界杯预选赛第三轮. 2022 年 là năm 2022, 世界杯, thế giới bôi, bôi là cái ly, ở đây nó chỉ cái cái giải đấu, sư giải bay tức là World Cup, giải bóng đá thế giới. Dự tuyển giải, dự tuyển tái, dự ở đây là dự trù, chuẩn bị. Tuyển, tuyển là chọn, và tái là thi đấu. Dự tuyển giải có nghĩa là cái vòng đấu để lựa chọn ra những cái đội chính thức để chuẩn bị cho cái kỳ thi đấu chính thức. Dự tuyển giải có nghĩa là cái vòng loại. Đệ tam luân, đệ tam luân, đệ tam là thứ ba, và luân có nghĩa là cái vòng, ở đây chỉ cái vòng đấu. Dự tuyển giải đệ tam luân là cái vòng loại thứ ba. 2022 年世界杯预选赛第三轮, có nghĩa là cái vòng loại thứ 3 của World Cup 2022. Và video này đến đây là hết rồi. Nếu chưa đăng ký kênh thì mời các bạn đăng ký kênh, tình yêu. Nếu thích video thì các bạn like video, điểm赞, để lại bình luận, lưu diễn và có thể chia sẻ, chuyển phát. Cảm ơn sự ủng hộ và đồng hành của các bạn. 再见.